dạ, cô cần hỗ trợ gì không cô? Con cho cô hỗ xíu. Ở đây phải có cái lập lồn không? Dạ có, cái gì lập lồn ở đây? Ủa? Lồn gì đó cô? Ủa chén lồn ở đây mà hắn đâu rồi cô không thấy? Dạ chị thấy vừa lồn rồi chị con coi chị gì đâu. Con giỡn con rồi không? Cô ở nhà cô chạy lên đây đâu có thấy hắn gì đâu mà con kêu nó là hắn gì? Mà cho con hỏi cô là ai đó cô Hà? Cô là mẹ chồng của hắn. À nhờ chị với Tâm Tiến đó. Nhờ cô với nó mà thì đi từ đây về nó cũng hơn nửa tiếng đồng hồ là chắc cũng 6:30 giờ cái mới tới nơi. Nhưng mà trên đường cô đi lên đây hắn chạy về thì ít nhất cũng gặp mẹ trên đường trộm mẹ chứ nên cô không thấy. Hắn đi đường bộ với cô chứ phải đi đường hòn khâm đâu cậu. Bây giờ nay con cô họ sai cũ đông với lửa cô không thấy nè. Hay là công bua cha cho lập đó sợ hắn xin về sớm đồ hắn đi cọp phê hắn đi nhạo nhạc với bọn hắn. Thì đâu có đâu mấy chị con bua cha lộn chi cô. Con là con đừng bua cha cho hắn nghe. Dạ đâu có không nói lộn chi bua cha. Nè mà cho cô hỏi xíu. Cô là cô thái xóm mua hắn cũng dắt xe ra chiều tối về xóm mua dắt xe ra chiều tối đi lộn gì. Quả thoáng rồi đó cậu. Mà không biết hắn lên trên nên có đi lộn hắn đi chơi không cậu. Dạ chỉ là không bao giờ chị nghĩ rằng á. Chị cái ở nhỏ hắn cũng cọc hơn đi lộn hay lúc mua chị cũng đi lộn đang không nghĩ ngày luôn. Nè. Mà cho cô hủa nè, hắn có là xin gì sớm tới trễ hay là ứng tiền chi trên đây không cậu? Dạ cái chuyện ứng tiền là con biết nhưng mà không có mua đi trễ về sớm đúng giờ. Lương thoáng hắn lùn bao nhiêu con biết không? Dạ mẫu người mẫu khóc nên con không biết. Lương thoáng con bao nhiêu? Dạ 6 triệu. Rứa thì chắc hắn cũng 6 triệu. Mà hắn thì hắn thoang lên thoang xuống là hắn thiếu ni thiếu kia. Rồi tiền an tiền sen đồ không đủ đau vô đâu mà câu thì nó đeo nó đồ tùm lum đồ hết. Cái này 15 ngàn xá cá đồ vỏ cô. Mà con biết ra không xá triệu mà gì anh thon à thiếu tiền ni thiếu tiền kia đồ thiếu này thiếu nọ đủ thứ hết. An tiêu nó phung phí tiêu xè chứ chi mà thiếu. Bỏ kiếp như quỷ đó nhưng mà bỏ giao bỏ có công nhỏ chứ bỏ có giống an đâu cô. Mà vừa rồi á tay ni là nghe nói tổ chức đi chai lẻ bom ơn tây màu tháng nam ở đâu rồi suối tiên suối hoa nó đúng cậu. Dạ. Rồi hắn kêu nó là đây là toàn mấy chị em nhân viên tăng sốt không không có e đâu mẹ đừng lo phải không cậu? Dạ. Rồi nghe nói lên suối tiền nó phải tám đồ mặc bikini đồ rứa đó hả? Dạ đâu có đâu mà cũng bữa thun chứ không có mặc bikini. Hắn nói là tiệm hắn là đây là nhân viên mấy chị em không chứ không có e hết mẹ đừng có lo mà phải rứa không có đàn ông không cậu? Dạ không. Thiệt không? Dạ thiệt. Phụ nữ không rứa hả? Dạ. Chứ ở đây phụ nữ cũng sửa điện thoại luôn na đang. Dạ không sửa điện thoại là có nôm chứ. Đó, ta nói y mà giáo đào cái lùa cái đuôi liền. Là bữa nó có mấy thằng đi chai lễ nữa đúng không? Dạ có. Ta biết y. Tám suối tiên suối hoa gì không biết đồ tám cái đồ mấy thằng nó lẹn biết cái lẹn mở mét ngó biết cái cặp mét hắn đỏ que luôn chứ chi nữa. Bọn mi mà không mặc bikini chứ ra. Bọn mi tâm cho tới ngày nó diện vô cái chụp hình cái đen lên cái mọn nó cho họ ngáp nghiếc rồi nữa. Ta nói à. Gần ni ra hả mã nhìn nã sinh tình cổ được. Mà kêu là lửa gần rơi thì cũng chát. Tôi nói hả? Tới nó cứ ở lại cái uống vô có men vô thì à, biết chi. Bò đi ghẹ ông kia ghẹ tao nói thiệt chứ. Đủ mọi chuyện xả ra hết. Mà nè, cô nói con nghe nè. Tháng là ghé có chồng có con rồi. Chứ không phải nó ghé mới lớn ưng đi đau hay lùn chi. Cô nói thiệt. Cô cũng lo hạnh phúc cho gia đình hắn. Thì hắn đi lùn ví dụ như hắn đi sớm về trễ hay là hắn nghỉ hắn ứng bao nhiêu tiền thì đa số thuộc của cô đạp cho con cái đồ con lưu là có chứ con điện cho cô nè. Con có ý kiến cô nè, tiệm con á đơn thiếu một nhân viên nữ hay là cô xin vô lồn với câu với chị Lập luôn sẵn á, cô giống sát chị Lập luôn khỏi cà phê hỏi câu nữa. Mày này, ta mới hủa có xí mà lồn chi mi nuốt gà kinh rồi mày. Họ kêu là khách hoàng là thượng đế thì ta khách hoàng ta tới đây mà mi nhân viên mi ăn nuốt cái kiểu chi rồi mày. Cô là mẹ bà do của nhân viên mà đâu phải khách hoàng nè. Mi là mi đừng có dò hả. Ta nói là mi là có bè một lứa mà. Ta nói vợ chồng hén mà có lửa như không mà khóc là cũng do mi rồi hết chứ do ơi hết trơn á. Bọn bè thì mi nuối cái chi cho nó giúp hén mà không có cho chồng có công rồi chứ phải à. Có bò do đứa hàng chi ngà mua bỏ đi lùn ok. Ô ta không muốn nghỉ luôn. Ở nhà ăn cùng cực hơn đi lùn. Thái cảnh nhìn nổi giờ rồi không muốn có chồng luôn á trời.